Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Exeter 1/10 độ phiên bản M85 Monster Energy tại cái Exeter Fest 2.9 lên cái chi tiết hiện hoàn thành chỉ trong vòng 10 ngày, tổng giá trị bản độ gần 300 triệu đồng. Phiên bản xuất hiện mang cái tên là Yamaha M85 Concept Monster 2.9. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn về cái chiếc Exeter 1/10 độ khủng đến từ Cần Thơ. Cái con quái vật này đã lộ diện tại cái Exeter Fest 2.9 để tham dự cuộc thi độ Exeter và được ban giám khảo chấm đánh giá là hạng 3 trước hàng chục ngàn đối thủ. Có lẽ cái sự thúc đẩy của Yamaha Hồ Tuấn Nam về những mẫu xe độ như Exeter đã phần nào ghi vào tiềm thức anh em chơi xe. Họ luôn mày mò sáng tạo với cái sự cạnh tranh khốc liệt để có những cái sự khác biệt bứt phá bằng những một cách chất chơi mà được các bên cơ gọi là siêu phẩm. Đặc biệt cái mẫu là Exeter 1/10 được ra mắt vào cuối năm là 2004. Mẫu xe này đã mang lại một cái luồng gió mới cho những làng xe độ bởi nó là một trong những phiên bản được ưa chuộng đột nhất ở những hệ sủ thiết kế thể thao đi cùng động cơ mẻ mà nhãn sức đã ban tặng. Và hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn rất nhiều bản độ đòi hỏi cái sự mạnh tay từ những biker phải chia ra một số tiền là khá lớn để phát triển cái niềm đam mê của mình. Như vậy cái chiếc Exeter 1/10 độ bên dưới đây đến từ Mr. Thái Gồn là một dẫn chứng cụ thể với cái sự liên kết chặt chẽ của mình qua từng món đồ chơi được các xe hợp lý. Anh ta đã vượt mặt các hỏng để đạt hạng 3 trong cái cuộc thi xe độ đẹp do Yamaha Moto Nam tổ chức tại đại hội Exeter Fest 2.9. Quy lực mảnh thú diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2.9 vừa qua tại công viên Lê Hữu Phước, Cần Thơ. Cái chiếc Exeter 1/10 2.9 độ này có cái màn lột xác rất ấn tượng ở phần dàn áo cho đến phần dàn chân để tạo nên một phiên bản là hoàn toàn mới. Chủ xe tạm gọi là Yamaha M85 Concept Monster Energy 2.9. Bản độ đi kiển có mức giá được công bố hợp lý, tô điểm cái sự hầm hố cũng như tăng cường phần hiệu năng, đặc biệt cho cái dòng xe con tay huyền thoại này. Mr. Kygo không ngần ngại chia sẻ rằng bộ áo được lấy ý tưởng từ một cái dòng Yamaha M1 2.9 Monster Energy. Vô cảm hứng vô tận khiến anh ta quyết định có sự phá cách đặc biệt phiên bản thu nhỏ này, nên gọi cái tên là Yamaha M85 Concept Monster 2.9 đến từ cái chiếc Exeter 1/10 2.9 của mình. Dù hoán đổi hầu hết những toàn diện nhưng vẫn được ban tổ chức chấm thi đánh giá là bởi đáp ứng đầy đủ cho một cái chiếc xe thương mại hướng tới qua cái đường. Cùng với cái chó đèn năm 2.9 giữ nguyên có cái đèn hậu vân. Về cái phần dàn áo thì hướng đúng phong cách chủ đề dự thi của Yamaha Hồ Tục Nam, phong cách Monster Energy. Dàn áo có sự đổi mạnh với những chi tiết chế nhựa lại như mặt nạ, vị trí đuôi xe vân. Và cái điều để nói là cái chiếc sản phẩm Exeter 1/10 2.9 độ này, phiên bản là Yamaha M85 Concept Monster 2.9 đã thực hiện bứt tốc trong một khoảng thời gian cực ngắn, khoảng 10 ngày. Và cái phần đầu ta thấy hai chiếc tay lái được lắp đầy khoảng trống chiếc cụm thắng Rainbow đi kèm cái tay là MCF. Việc gắn hoàn chỉnh bắt buộc phải quét phần nhựa sẽ cho khoảng cách phù hợp với cụm. Không những hướng đi kiển mà còn giúp lực phanh bóp cũng êm dịu nhưng tác động mạnh đến phần hè dầu, xử lý một cách ổn định nhất. Cái cụm tay con là Rainbow Grip giúp việc hiện các bước con trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó cái phần chi đông được thay thế cái cụm công tắc chuyên dụng Chitaco và ngắt máy Daytona. Cánh phải là cụm công tắc Domino. Đi cụm cụm tăng hành trình ga được cút cán kể, nghe tốt nhanh hơn. Cái dàn chân được đánh giá là khá cao với một cái bộ giảm sóc ớt lao đồ chơi. Có thấy mọi thứ trở nên hoàn chỉnh, thẩm mỹ, đòi hỏi phải trải qua nhiều cung đoạn, đặc biệt là cái phần chân phải CC từ máy, kích thước chuẩn phù hợp với cặp heo của Rainbow M50, liên kết cùng dây truyền tải gạo cắt. Cái điểm nhấn đắt giá ở cái dàn chân chính là bộ mâm OZ Racing, thừa hưởng từ cái mẫu xe đua Moto 3, với một cái trọng lượng chỉ khoảng là 60kg. Một cái chi tiết thú vị là vị trí hệ thống làm mát với các nước phụ Ducati 1199 được lắp hoàn chỉnh ở bên dưới các nước của xe.
Cái cách hoạt động của các phụ này được người chủ chia sẻ thông với cái két nước chính qua cái cơ cấu rẽ nhánh. Nguyên nhân anh ta trang bị hai két nước được lấy từ cái chiếc Yamaha M1. Ước tính cho ba món đồ chơi này bao gồm két nước, cặp đĩa carbon, mâm Oset Racing Motoba có giá gần 100 triệu đồng. Không kém phần thú vị đó chính là phần lốc nồi trong suốt với bộ nồi 5 lò xo được cố định bằng ốc titan. Việc nâng cấp này giúp cho nồi bắt mắt hơn để xe tốc nhanh hơn một cách dễ dàng. Quay lại vấn đề lốc nồi trong suốt, đây là một dòng sản phẩm rất được anh em chơi xe độ ưa chuộng bởi nó giúp cho quan sát được hoạt động bên trong bộ nồi. Bên cạnh đó, nắp lọc nhớt trong suốt dễ dàng kiểm tra, đánh giá cái tình trạng nhớt để thay thế định kỳ hợp lý. Toàn bộ chi tiết được cố định bằng ốc roti và việc sang số cũng trở nên dễ dàng kiểm soát cho các phần thanh sau linh động cùng với cái dàn số đẩy đường CNC. Cái dàn số đẩy đường Twisturin qua cái sự hỗ trợ của bát nhôm CNC nhuộm đen. Tiếp cùng đó là bên đặt Rainbow hỗ trợ cho cái lực thanh sau liên kết cùng dây chuyền tải dầu hiệu của S. Như đã nhắc đến, phần đuôi được quốc cao theo cái mẫu của Yamaha M1. Cái đèn xi nhan motif được tích hợp dưới gầm. Vị trí Y là cái mẫu solo nên chỉ dành cho người lái. Hạ ốc ống xả được trang bị một cái dòng bô Anubis đi cùng chiếc cổ titan có cái bồn hơi cố định hoặc phát kêu bô phong cách của xe đua DSK. Đây là cái món đồ chơi được cho là quyết định cái tiếng gầm cú của một cái chiếc xe được đồ lại, mang một cái tiếng gào thét mạnh mẽ và chạm cảm xúc. Không như vậy, nó còn gia tăng cái phần công suất máy, giúp chiếc xe đạt được cái tốc độ cao hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, cái trào lưu độ cấp phần lớn không còn là gì bỡ ngỡ hay là quá khó khăn cho những tay độ ở Việt Nam, bởi nó sẽ quá nhiều và dày đặc. Là trên góc này, ta thấy ở dòng trên mình bộ cấp hưởng từ người đàn anh lớn là cái chiếc Yamaha SS07. Cái dòng cấp này thiết kế không quá hổ nhưng tót lên một cái đẹp mạnh mẽ, đẳng cấp của người chơi. Để gắn hoàn chỉnh dòng cấp này đòi hỏi những người hậu phải có sự tính toán đầy kỹ lưỡng ở nhiều công đoạn khác nhau để gắn lên cái chiếc X-Term 110 độ này có sự ổn định và ưu nhất có thể cho vận hành. Hệ thống tầm sao nâng cấp rất mạnh theo Rainbow Hybrid xứng, phát cách quay ngược đầy ấn tượng qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CC gia công từ máy cho được chính xác cực cao. Thực tế thì heo sim không quay ngược được như những mẫu hàng của Rainbow bởi phần lưng này hoàn toàn kính, không có cái hở. Đối với heo Rainbow thì trọng lượng nhẹ, phần lưng của heo có chút bị bố và có cái hở, giúp đất cát có đậm lại trong heo sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Và có lẽ phụ sim cũng chưa hài lòng những biker chơi xe. Và phía dưới đây, ở đấy người chủ đã mạnh tay các cục Hollin bình dầu rời vào chiếc xích cưng của mình. Đây là cái dòng sản phẩm tên tuổi đẳng cấp quốc tế, là một trong những món đồ chơi quan trọng góp phần quyết định và có sự dễ chịu, mức độ nhún nhảy hợp lý. Chiếc xe đạt được vận tốc cao nhất khi một cua nhưng vẫn đảm bảo được cái sự cân bằng tối ưu nhất. Ước tính cái chiếc Exeter 110/2009 phiên bản M15 Monster Energy tại Exeter Fest 2009 có mức giá gần 300 triệu đồng, được hiện hoàn chỉnh chỉ trong vòng 10 ngày. Và đây là chân dung nhân vật Thái Gồ. Qua góc bên này để đặt giải ba trong cuộc thi xe độ đẹp do Yamaha Moto Việt Nam tổ chức. Và cái chiếc Exeter 110 độ này đã nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của những anh em tham dự đại học Exeter Fest 2009 quy lực bản thú. Anh đã quay độ khó đồ chơi hàng hiệu phô diễn qua góc ảnh phơi sáng. Sau hơn 15 năm có mặt ở thị trường Việt Nam thì cái chiếc Honda Way đã lấy được rất nhiều tình cảm người chơi ở Việt Nam. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại có rất nhiều con quay Alpha đời cũ vẫn được săn tìm nhiều nơi và giá thành cũng là tương đối khá cao so với những mẫu xe khác ở trên thị trường. Khoác trên mình một dàn áo bạc lịch lãm thể thao, chủ xe còn tinh tế tạo điểm nhấn màu sắc cho con chiến mã của mình bằng dàn chân mang cái màu vàng gần gũi. Trang bị chó đèn là hai bóng, món đồ chơi chính hãng được nhập khẩu từ Thái Lan, được rất nhiều anh em chơi quay Alpha là ưa chuộng. Và trong nhiều năm qua, ngoài cái đẹp ầm tiềm ẩn thì cái dòng sản phẩm này cho ánh sáng là tốt hơn nhờ vào cặp bóng halogen. Cái phần bình dầu Dixinxin tạo một kiểu dáng là pháp cách tẩy đi cái phần là nắm bình và được cố định bằng hai ốc kiểu cái màu xanh, và chân kính được che đậy bằng một chiếc ốc roti đi kèm một cái chụp cao su chống bị tháo chậm khi gửi xe. Trang bị tay thắng CNC tích hợp là 6 cấp tăng đường và tạo cái điều kiện phù hợp với kích thước tay sử dụng khi đeo
cái bao tay. Và trên thân tay thắng còn có trang một rãnh nhỏ giúp cho luồng gió qua vô cùng là khí hậu. Tay thắng này phải đi kèm một cái bản lề CNC nên cứ dùng được là đa dạng cho những dòng xe, chỉ còn chọn đúng cái bản lề thích hợp. Trang bị cho lực kẹp cổ làm nhiệm vụ giữ vững đầu xe chống tình trạng xe lắc và độ cao. Vì đây là món đồ chơi chế thêm nên người thợ phải canh chỉnh vô cùng vất vả, vừa đảm nhận được khả năng vận hành còn phải nhìn sao cho thẩm mỹ nhất. Vì có nhiều chiếc xe không thiên về mặt tốc độ quá nhiều nhưng vẫn muốn lắp cái trợ lực để làm kiểng. Nhìn xuống gian chân trước thấy được cái sự cơ bắp trong từng chi tiết. Phay heo của dầu Nissin Hybrid được rất nhiều dòng xe ưa chuộng hiện nay, kèm đó là cái đĩa gaffer ở trước cùng thắt lòng CC và vài chiếc ốc giữ trắng. Chỉ dùng cái niền nhôm SL vàng cái chữ đỏ, niền này khá hiếm ở Việt Nam, rất khó tìm. Sản phẩm này có mức giá thành cũng rất cao nhưng bù lại người chơi xe được trải nghiệm một cái sản phẩm là khá đẹp, bao cứng cáp và trọng lượng rất nhẹ hơn so với sản phẩm khác đang có ở trên thị trường. Sử dụng cái vụt Colin có tổng chiều dài là 330mm, sử dụng được cho những dòng rim và phụ trợ mà không lo bị hụt cái chiều cao của xe. Cái độ nhún và độ nảy của vụt là hoàn toàn có thể kiểm soát chứ không nảy một cách theo quán tính và đàn hồi của lò xo như những loại vụt khác, tạo một cái khoảng thoải mái cho người điều khiển xe. Phơi sáng em trai bên một cái góc đường thần khi thành phố về đêm. Cảm ơn bạn dẹp này là cái tip, nhớ like, subscribe.